Mỹ Linh xin chào mọi người nha, chúc mọi người một buổi sáng tốt lành, một buổi sáng vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình của mình nha. Bây giờ hôm nay, hôm qua thì trời tuyết, hôm nay thì trời nắng, ngày mai có thể trời mưa, ngày mốt có thể trời khô. Có nghĩa ở đây có bốn mùa. Ngày 27 Tây mình xuống miền Nam nước Pháp, không phải, xin lỗi, ngày 14 Tây xuống miền Nam nước Pháp thì trời nóng tới 27-28 độ. Qua ngày hôm sau thì trời đổ mưa, xuống Loja thì trời trở tuyết và lạnh xuống tới 0 độ và dưới 0 độ. Có nghĩa là bốn mùa xuân hạ thu đông gì mình đều được trải qua trong một tuần nghỉ hè ở nghỉ xuân. Đã bên Pháp có một tuần nghỉ xuân cho học sinh vào mùa xuân. Đó, tại vì ở đây có nghỉ đông, nghỉ xuân, nghỉ thu, nghỉ hè và nghỉ lễ nữa. Nghỉ lễ cuối năm, nghỉ Giáng sinh đó, với lại nghỉ năm mới. Thì hôm nay mình đang ở miền Nam. Bây giờ mình quay cho mọi người coi nha. Ông xã mình có hai đứa con gái, một đứa tên là Bambi và một đứa tên là Mimi. Ông phải về để mình chăm sóc hai đứa con. Bây giờ mình cho mọi người coi hai đứa con ông là như thế nào nha. Đây mọi người, ông làm cho hai đứa con một cái căn biệt thự lớn ơi là lớn, đúng không? Một căn biệt thự, một khu vườn lớn có những căn nhà ở trong đó. Và đây mà một đứa con gái, nó tên là Bambi. Bambi, Bambi. Ủa con Mimi nó trốn nó mất tiêu rồi. Bambi, con ngoan không? Bambi lại đây coi, lại đây cho mẹ vuốt coi nào. Nè Bambi, lại đây. Bambi, lại đây. Bambi. Coi không? Cưng không? Làm nguyên cái nhà lớn là cái nhà nhỏ cho anh leo. Wow, trời lạnh quá. Vô mặc áo ấm cái, tưởng trời nắng ấm mà mặc áo ra buốt hết người luôn. Bambi. 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 Trốn làm gì đó con? Hả? Bambi lại đây coi. Ừ, lại đây coi nè, lại đây coi. Lại đây coi, lại đây, lại đây. Bambi. À, con Mimi nó trốn trong cái nhà nè, mọi người thấy không? Nó trốn đây nè, Mimi. Nó trốn trong nhà này, nó lại để nó sợ mình nè. Không phải gì người lạ. Với thứ hai nữa là ông xã mình để ngoài đây cho nó đỡ hôi. Hồi lúc mà mới lại đây nè, 2 ngày cũng khóa cửa, ô là vô nhà hôi. Hôi mùi mèo với hôi mùi thỏ. À, mình bị dị ứng nữa, ô là khó thở. Thằng con trai cũng giống nhau, bị hắt hơi rồi bị khó thở. Trốn trong đây, Mimi. Mimi. Không thèm ra, thôi nhá. À, nguyên cái nhà lớn ha. Nguyên cái biệt thự building luôn. À. Đấy. Ông xã không dám thả rong tại trong đây có làng xóm có những con mèo mà sợ, nhiều khi những con mèo nó dẫn con này đi luôn á, ông thương nó, ông sợ nó đi mất, nó Mimi. nhốt ở trong đây. Ừ. Nó nghe thì ông kêu nó trả lời nè. Mày biết chưa, tôi nào đập đi. Và là hai đứa con gái của ông. Và là ses deux filles. Un qui s'appelle Bambi, une s'appelle Mimi. Il a quoi à s'occuper. Il est jaloux avec moi. Quand le voir moi, il me cache. Mimi, mèo tam thể đẹp không? Mèo này hồi xưa ổng nhặt ở ở trong cái gần nhà ổng á. Nó bị bệnh, lúc còn nhỏ lắm, nó nằm ở ngoài đường. Không đem về, rốt cuộc biết ra là con mèo con của nhà hàng xóm. Thế rồi ông hỏi người hàng xóm nó cho ông, tại nhà hàng xóm nuôi tới hơn chắc cả chục con mèo á. Mình lần vô nhà bà chịu không nổi luôn, hôi thật là hôi mùi mèo. Mà hai con này từ nhỏ nó sống chung với nhau nên nó chơi với nhau, nó thương nhau lắm. À. Đây nè con, ở đây, Anh đi. Bambi. Anh đi. Anh đi. Vậy nè. Okay. Bambi. Viens là. Tu t'appelles Bambi, mais Mimi ne vient. Bambi ne Bambi. vient pas. Okay. À. Nè. Bambi. Vuốt nè. À, nó cho caresser nè. C'est que le bien. Oui, d'accord. Bambi. À, nó quen là mỗi lần nó muốn vào đi vệ sinh thì nó vào cái nhà của nó, cái chuồng của nó, chứ không có đi ra vệ sinh ra ngoài nha. Khôn lắm. À. Đi vệ sinh là vào trong cái nhà của nó vậy đó, nó đi vệ sinh. Mèo bên đây cũng giống nhau, nó có cái hộp
đất của nó đó, nó đi vào trong nó khơi, nó đi vệ sinh, nó không có đi vệ sinh lung tung. Bambi. Khi nào bên so nè. Lại đây. Hai hôm trước đi nhà bà chị chồng mà hái cho cái hoa lila trong vườn rất là thơm, mà không, nó sống không được lâu, hai ngày là nó chết ngủm rồi. Rất là tiếc, mà hoa rất là thơm ha mọi người. Nhà này ông xã là nhà của ba mẹ ông để lại cho ông, lúc lấy nhà cũ lắm nha. Rồi cứ một ông về hưu đó, về đây bắt đầu ông quét vôi lại, sơn sửa lại. Mấy cái tủ gỗ này là màu nâu, màu gỗ, ông sơn là màu xám. Đây cũng vậy, tủ gỗ chính của nó là màu gỗ nha mọi người. Đó, ông sơn lại màu xám, rồi tường cũng sơn lại hồi xưa là dán giấy dán tường bông hoa, nhà rất là cổ. Đó là Villa Felitha Volumen, Castello Loggia. Tự trang trí lại cái nhà xưa, nhà có tới 5 phòng ngủ lần mà làm xây sửa chữa chưa hết, nhà sang trọng là phát phi cao rồi. Và đây là hình cuộc đám cưới của mình với ông xã mình đây, ông để ngày này. Phòng ngủ này ông cũng làm lại nè, là xong kia kia gian được hợp bàn với couleur bleu blanc, và là ông sơn lại nè. Cái bức tranh này là mình cho ông á, bức tranh con ngựa trên tường là mình tặng cho ông đó. Và đây ha, tủ cũng sơn lại màu xanh dương cho nó đi với cái màu tường trắng và xanh. Và video cũng vậy, mình đi chọn với ông để có màu video phơi phạt non xong được couleur và bleu et blanc là sẽ xong mà. Phòng ngủ thì cũng sơn lại luôn, cũng làm lại theo màu hường, và đi kiếm cái màu video màu hường để đi tông xịt tông, mọi người thấy không? Là mình cũng lại đây phụ với ổng làm một chút lúc mà nghỉ được nghỉ phép đó, nhưng mà không phụ nhiều nha. Lên video rồi đi chọn màu với ổng thôi. Đó là xong là hợp phép aussi. Đó, le couloir aussi c'est refaire le travaux. Đó, tất cả cái couloir nó cũng sơn lại nha, chứ cái nhà hồi lúc ba mẹ mấy chục năm đâu có làm mà sửa chữa đâu, cũ hết, ông làm lại hết nè, ông sơn tường sơn trần lại hết. Bên đây thuê thợ rất là đắt mọi người ơi, nên nếu mình biết làm thì nên làm. Mình cũng giống nhau, cái này là mua từ Việt Nam nè, đem qua đi treo nè. Đó nè, ông mê xe mô tô lắm nên chừng mấy cái xe mô tô ở đây thì làm giá được mô tô nó phê là lá đêm nha chiêu là mô tô. Ta sở thích của ông hồi xưa là ông lái xe mô tô nha. Lúc mình quen ổng là ông có một cái xe hơi và một cái xe mô tô. Xe mô tô ông giống vậy nè. Rồi sau đó rồi ổng về ọt ly không có chỗ để, ông bán đi. Cả phòng tắm này kia cũng sơn quét vôi lại cho sạch sẽ nha, chứ trước là cũ lắm. Cái mà phục ổng nhất á là ổng quét sơn tường nè. Cái này lên tới trần rất là cao, mà ổng leo lên, ổng bắt làng dàn giáo, ổng tự làm lấy. Mình nói nguy hiểm quá thì thuê người làm đi, nhất định không chịu nữa không. Anh làm được, anh sẽ làm được. Là ổng cũng tự bắt dàn giáo, dàn gỗ lên. Mà mình thấy ổng quay phim chụp hình thì mình coi mình rất là sợ ha. Mình thì không có nghĩ làm việc chạy xuống đây được, nên ổng làm lấy một mình. Đó. Nhiều khi ổng nhờ bà chị qua ổng, chị em sinh đôi ha, ổng có một người chị sinh đôi qua phụ ổng. Voilà, il a fait tout seul là. Ça, le plafond tout ça, c'est dangereux mais j'ai peur mais l'arrive à faire. Voilà. Ở trên phòng còn mấy phòng ngủ nó chưa làm xong. Đây là mình cho mọi người coi cái phòng hồi xưa là chưa có làm xong là như thế nào, rất là cũ kỹ, thấy không? Cái tủ nè, cổ nè, c'est l'ancienne chambre là comme ça. Avec le papier peint, fleur comme ça, nhìn là rất là cũ. Nhìn buồn lắm, ngay cái tủ hồi xưa nó vậy nè. Tủ cổ trạm nhưng mà hồi xưa nhìn rất là buồn. Do vậy ông mới sơn lại màu xám cho nó tân thời chút xíu. Đó, phòng này cũng bày bừa cũng chưa làm xong đấy, mọi người thấy không? Đó, một phòng ngủ dưới lầu, ba phòng ở trên lầu, nhưng cái này chưa làm xong. Cái này là phòng làm cho Leo nè, là ông đã làm xong rồi nè. Cái nền này cũng là mua cái miếng gỗ mới về ráp lên trên. Le paquet de fe nouveau si. Leo trong phòng nó không cho quay. Đó. Đây là làm lại. Coi như là còn 3 phòng nữa. Con chú này thì cũng coi như là nơi để phơi quần áo, chứ muốn làm thành phòng ngủ cũng được, nhưng mà nơi là phơi quần áo và để những cái đồ linh tinh. Ici c'est un endroit pour ses charges de l'air. Mais si on veut, on peut faire aussi une chambre, mais c'est déjà assez chambre ici. Ça c'est l'ancien paquet là.
cũ là vậy nè, nền cũ nó vậy nè, mình tháo lên hết, nền mới nè, Sasinovo parquet dessus, nè, công sở. Trên lầu thì cũng có một cái toilet và một cái nhà tắm ở đây ha. Ở dưới lầu cũng có một toilet ở nhà tắm luôn. Cầu thang từ đây mà ổng làm sao mình bắt dàn giáo đó. Đó, để leo lên tới đây, leo lên tới trần sơn trên tầng luôn. Rất nhiều người Pháp, rất nhiều người Pháp mình phải nói là họ dù là làm lương cao cấp bậc nhưng mà họ cũng biết những cái nghề sửa chữa trong nhà. Thôi bây giờ mình đi xuống bắt đầu mình chuẩn bị làm món ăn nha. Ông xã thích, mình thích ăn món ốc với lại kem fresh. Mình sẽ làm món ốc với kem tươi hôm nay. Ăn các khoai tây đó. Và đây là hành tây. Đây là cái con mun, ở Tây gọi là con mun, Việt Nam mình gọi là con dép thì phải. Đó, mình sẽ làm món này với kem tươi và hành tây. Mình sẽ quay cho mọi người coi nha. Khoai tây le plat, mun au kem fresh et les loignons. Bây giờ đây là con dép mình đã rửa sạch ha, ngâm nước rửa sạch để cho nó hết cát. Tây oignon. Đây là phiếp bò ha. Và mình sẽ, ông xã mình thích ăn thêm phô mai thì mình sẽ thêm phô mai ít nhiều tùy mọi người ha. Bên đây hai cái cục phô mai, ajout de fromage. Hai cái kem tươi, một hai kem tươi tùy theo mọi người thích ăn nhiều. Muối muối tiêu và dầu olive. Bây giờ mình để nồi nóng, mình sẽ xào hành tây với dầu olive. Je chauffe le marmite et je vais sauter de l'oignon avec de l'huile olive. Dầu olive, hành tây, oignon. Nếu ai thích ăn hành tây, hành khô với tỏi thì để thêm vô nha. Tại nhà ông xã không có. Si qui veut rajouter de l'ail et chalot, vous pouvez rajouter. On n'a pas ici. Xào hành tây 2 phút thì mình sẽ đổ cái con mun vào trong nồi nha. Après, là sau đó là một cục cuýp bò. Mình bóp nhuyễn ra. Un cuýp de bœuf, j'ai écrasé pour mélange dans le moule. Em tươi còn phép lá cá chi này. Mình đây để mình để hai hộp nhé, nhưng mà mọi người có thể sử dụng một hộp với quy duy an sơn rồi vừa được được xịt công vú lên. Si vous aimez plus ou moins kem fresh, muốn một hai hộp tùy theo mình thích, ít hay nhiều kem tươi nha. Mình nói tiếng Tây thì sao, thì ông xã mình á, mình chỉ cho cái món này mấy lần là ông cứ quên hoài à. Nên mỗi lần mình làm món này mình phải nói tiếng Tây để cho ông coi á. Ông coi cái video mình, ông hiểu, ông biết cách làm. Cái hũ này dư đó, mình đổ nước vào đây để dùng nước này. Chút mà đổ vào trong cái con dép nhé. Ông giặt đi sao, và mét trời lô rồi đó, không vẹt xe đó nó mùi. Sau rồi đảo đều cho nó ngấm ngấm cái hương vị của cục cuýp bò với là kem tươi. Như vậy thì khi mình đổ nước vô nó sẽ ngon hơn nha mọi người. Mà cũng không cần đổ nước nhiều đâu, tại vì con mun nó chảy nước ra rồi ha, con dép nó chảy nước ra rồi. Faut pas mettre trop de l'eau pourquoi parce que le mun va sortir de l'eau. Quand le cuit va sortir de l'eau. Donc mettre un peu c'est tout. Đây không? Da. Je mets de l'eau dedans. Mình để nước vào trong đây để mình tráng cái này để sử dụng cái kem tươi còn lại trong hộp nha. Đây, cái hũ thứ hai là deuxième mà. C'est la même chose. Vậy. Comme ça, on vide tout le kem fresh dans la boîte. Như vậy thì mình sẽ lấy được hết cái kem dính ở trong cái hộp này vào trong này ha. Đây nhớ mình là mỗi lúc trộn, phải trộn đều lên. Nó rất là mau chín nha. 10-15 phút sau nó chín, nó nở con dép là được rồi đó. Mình nêm lại có cái vừa ăn chưa. Ông xã mình không có tỏi tươi, cũng làm biến lột mua cái tỏi khô này. Thì mình sẽ sử dụng tỏi khô này vào trong đây nhé. Đó là mình rắc tỏi khô. Je mets de l'ail sec parce qu'il n'y a pas de l'ail fraîche à la maison. Bây giờ mình sẽ đếch hai cục phô mai, vì hai cục phô mai sẽ khá mặn nên cẩn thận là phải để phô mai vào xong mới nếm lại nhé. Đó là nếu mà thích phô mai hocker thì để phô mai hocker.
thích phô-mai tartare thì để phô-mai tartare. Donc c'est à vous de choisir si vous aimez le fromage tartare ou roquefort, vous mettez dedans à la fin. L'huile là, phải trộn đều. Sûrement, il faut bien tremper dedans et mélanger tout. Thì con dép nó mở ra là được rồi nha, chỉ còn rắc tiêu rồi để ra bàn. Quand le moule est ouvert, c'est bon, on juste met de la du poivre et puis on peut sortir à table pour manger. Voilà, le plat est prêt. Cháu Leo thì không muốn ăn con dép nên cháu sẽ ăn thịt gà với lại lạp xưởng nè kia. Ông xã vừa chiên khoai tây xong, đây là khoai tây nhà nha, củ khoai tây này là trong vườn của nhà chị em sinh đôi của ông xã mình. Ông xã mình có người chị em không biết bên tay thì là người nào sanh ra trước thì là em, người sanh đâu sau là chị. Thì Nadine là người chị, nếu Việt Nam gọi là sanh trước là chị đi, thì khi xong là người em. Hai người là chị em song sinh, một trai một gái. Chacun met ce qu'il veut. Voilà. Donc, je vais prendre le pain de terre. Oui. Servir-toi. Bên đây thì ai ăn khoai tây bao nhiêu thì tự lấy theo ý thích của mình, rau củ cũng giống nhau. Và lấy vào dĩa của mình ăn ha, chứ không có dùng đũa muỗng gắp thẳng vào dĩa ăn chung. Và bây giờ mình sẽ dọn đây cái phần của mình nha. Ça sent bon. Il est pas salé les frites de Léo. Đây, mua đây. Mua phải cà phê. Vậy thì mọi người, chúc mọi người ăn ngon nhé. Bon appétit à vous tous. C'est bon le fait maison. Khoai tây làm ở nhà. Khoai tây trồng trong vườn nhà và cắt làm ở nhà. Avec amour. Đặc biệt ngon. À, không có đem vô trong nhà thường xuyên được, tại vì mình với thằng con trai đều bị dị ứng lông mèo, có mà mình bị khó thở và cái cổ họng nó bị ngứa đó, rất là tiếc. Chứ không mình cũng vuốt ve nó, nhưng mà sau đó phải rửa tay cẩn thận. Ở bên đây nhà thì đóng kỉnh, đóng cửa sổ rất là chặt vì lạnh á, thành thử hơi của mèo với thỏ là nó đầy trong nhà hết, nếu nuôi trong nhà. Nay trời nắng ông thả ra ngoài cho hai con nó chơi trong cái nhà lớn như nè. Ta biết. Hey, mimi. Mèo mèo. Mèo mèo. Mèo mèo. Bambi. Non, c'est Bibi. Ça Bibi, ça c'est Bambi. Bà bí này khó xa. Đây con, lại đây. À, lại đây. Dạ lắm. Bà mi, mi mi. Không có con nào thèm lại hết à. Thường thường hai con này hay chơi chung với nhau. Nhất là buổi sáng, ông nói là mỗi khi sáng dậy ông đem cái chuồng con thỏ ra là con mèo phóng lên trên chuồng. Lấy tay khèo con thỏ. Chụp cái hướng tay con thỏ. Gãi lỗ tai con thỏ, mà con thỏ cũng để cho làm. Tại hồi nhỏ phải dục con mèo con vào trong chuồng con thỏ cho nó quen với nhau rồi. Nên hai đứa giống như bạn nha. Là c'est le chat et le lapin dans la même cage que les petits et qu'ils se connaissent comme des amis. Comme des sœurs. Oui, plutôt que des sœurs, que des amis. Mais des sœurs. Est-ce que j'ai mis hier à, đây là cái cây ta hôm qua mà đi đến hai hôm trước chứ xin lỗi, đến nhà bà chị chồng á, ở trên đồi núi á, cây ta dại nè,
hái về đây trồng, thỏ chui vào trong con, trong cái lỗ cái chuồng à. Con mèo đang đứng đợi rình cái thỏ ra à. Giỡn. Hai con giỡn với nhau nè. Cái cây này hôm nay là cây persin nè, mình mua cái hạt giống cho ổng trồng nó lên xanh không à, lên xanh không à, là. Rồi bắt đầu xuống mặt trời thì ông xã mình sẽ đem con thỏ với con mèo vào trong nhà vì ở đây trời lạnh. Thôi. Đây, kêu con thỏ vào nhà. Bambi vào nhà, Bambi đi vào nhà. Bambi à la maison. Bambi. À la maison. Thường thường ông kêu vậy nó chạy vào trong chuồng nha. Sao hôm nay nó không nghe lời vậy nè. Bambi à la maison. À la maison. Bambi. Bambi đi vô nhà, ông kêu đi vô nhà. Bambi. Sao nó không chịu nghe lời. À la maison. Bambi, hôm nay là không chịu vô nhà, hôm nay là không nghe lời. Il t'écoute pas aujourd'hui. Bambi. À la maison. Bambi. À la maison con. Vô nhà đi. À la maison. Để đem cái vô nhà và đem vào trong. Hôm nay sao mà nó lì quá vậy. Bambi. Hôm nay hai con nó thấy mình lạ sao nó chạy vòng, nó không cho bắt nó chưa vào trong chuồng. Mimi. Il t'écoute pas aujourd'hui. Nó không thèm nghe lời ba của nó hôm nay. Ông bắt đầu bực mình, hôm nay ông không con nào chịu nghe lời hết. Cả con mèo lẫn con thỏ hai con hôm nay không con đứa nào chịu nghe lời đi vô trong nhà. À, chị em Bambi đi ra dans la maison. À, oui, voilà. Oui, j'ai filmé, mà tôi nói là dans la maison. Giờ Bambi mới chui vô nhà nè. À, xong đó ông lấy sắp những cái chuông này vào trong, để trong nhà kho. Rồi. À, đây. C'est bon là, m'écoute, tu fais du sport avec lui quand même, les deux. Chạy vòng vòng với hai con thỏ, con mèo giờ mới bắt nó vô trong chuồng. Mimi. Là Bambi dans la maison. Bambi vào trong chuồng ở đây, đem nó vào nhà nha. Ông xã nó giờ rượu con thỏ, mà cho để con thỏ nó vào trong chuồng, mọi khi là kêu nó vào nhà nó vô liền, bây giờ nó không có vô nhà. Ông kêu nó vô nhà mà nó không vô, nó cứ chạy vòng vòng, ông rượt nãy giờ. Nó chui vào trong cái ống, mình tiếc không có quay được, nó chui vào trong cái ống, ông cầm ống, ông dốc nó vào trong cái chuồng mà nó lại chạy ngược ống lại ở ra ngoài. Nó về rượt con thỏ, thỏ nó sợ, nó chạy vòng. Ah, la chérie, elle n'arrive pas à rentrer dans la maison comme il voudrait. Quoi? Non, 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 y'a, 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 ça va. Voilà. Bambi, à la maison. Bambi. Bambi không chịu vô nhà rồi Bambi bơ bơ hết giờ không thể là la maison. Nó muốn ở ngoài, nó không chịu chạy vô, nó chạy bị vòng ngoài nãy giờ. Bambi. Nó không chịu vô trong nhà. Và tội nghiệp lùa con thỏ nãy giờ cũng nửa tiếng hồ rồi mà chưa lùa vô trong chuồng được nữa. Nó tìm mọi cách không thèm vô trong chuồng, khổ vậy. Chưa chịu vô trong chuồng nữa kìa. À đi, vô vô vô. Dạ, enfin, enfin, enfin. Il a rentré, oui, il a rentré. Fermez la porte, allez. Fermez la porte, sinon on va sortir. Ôi. Ôi là. Đây ở trong chuồng này đem vô trong nhà, tại tối ngoài để lạnh, nó không có để ngoài đây được. Đem nó vào trong nhà rồi đây. Ừ. Ông nói bây giờ muốn cắt cái móng nó, tại móng nó dài quá, cắt bớt lại. Hãy so, nhưng mà... Tôi sẽ phát ghê là. Đi bên. Đây, lại đây. À, sao vậy? Cái sao hôm nay nó lại sợ? À, tớ. Mami. Mami. Ví dụ. Nó đặc biệt khoái coi tivi nha. À.
cái tivi để đây, ảnh rất là thích coi tivi. Ẻm chứ quên, ẻm rất thích coi tivi nha con. Khoái coi tivi lắm nha. Mê coi tivi lắm nha. Quá trời luôn, bự không? Này đâu phải là thỏ na đâu, hồi trước mua con thỏ này. Ông xã mình mua cho mình á, con thỏ nó bảo là thỏ na là thỏ xì chum á. Đâu có ngờ nó lớn gấp 2-3 lần lên à.